Thưa quý khán giả, với cam kết của chính phủ với quốc tế đưa mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030, nhu cầu đầu tư của Việt Nam vào các dự án giảm thiểu tác động đến môi trường sẽ ngày càng lớn. Do vậy, tín dụng xanh là vấn đề đang được doanh nghiệp và ngân hàng hết sức quan tâm. Thế nhưng, cho đến nay vẫn còn không ít rào cản, đặc biệt là vấn đề pháp lý. Đây cũng là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề Thiếu khung pháp lý, vốn xanh khó đến doanh nghiệp. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý khán giả, có một thực tế là quy mô tín dụng xanh tại Việt Nam hiện nay vẫn còn rất khiêm tốn. Một trong những nguyên nhân chính của vấn đề này là việc các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn xanh. Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB, các nguyên nhân chính có thể kể đến như doanh nghiệp chưa thực sự hiểu rõ khái niệm về tín dụng xanh và các lợi ích nó mang lại. Thông tin về các sản phẩm tín dụng xanh, tiêu chí xanh và quy trình vay vốn xanh thường không được phổ biến rộng rãi. Doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin đáng tin cậy và đầy đủ, cũng như các điều kiện và yêu cầu đối với dự án xanh. Ngoài ra, thủ tục tiếp cận nguồn tín dụng xanh từ ngân hàng cũng được xem là nỗi khổ cho doanh nghiệp, bởi lẽ quy trình vay vốn xanh có thể phức tạp hơn so với vay vốn truyền thống, bao gồm nhiều bước thẩm định và giấy tờ cần thiết, trong khi doanh nghiệp thường thiếu nguồn lực và nhân lực để thực hiện các thủ tục này, gây tốn thời gian và chi phí. Chưa hết, hành lang pháp lý cũng chưa rõ ràng, như thiếu khung pháp lý, khung chính sách cho các dự án xanh, thiếu khái niệm thế nào là xanh và chưa có danh mục phát triển xanh. Việc này dẫn đến trong quá trình đánh giá dự án, chứng minh của doanh nghiệp về các thông tin, chứng chỉ của dự án với ngân hàng còn nhiều vướng mắc, dẫn đến việc ngân hàng khó đánh giá tiềm năng cũng như rủi ro của dự án khi gọi vốn. Nói về vấn đề pháp lý, ông Phạm Hồng Hải cho biết không chỉ có rào cản từ phía doanh nghiệp, các ngân hàng cũng còn một số hạn chế. Bởi lẽ các dự án xanh thường bị đánh giá có tính rủi ro cao, đồng thời khó đánh giá hiệu quả khoản vay cả về mặt xã hội và hiệu quả tài chính, cũng như yêu cầu tài sản bảo đảm. Điều này dẫn đến ngân hàng phải cho vay với các điều kiện chặt chẽ hơn, bao gồm mức lãi suất cao hơn, tương ứng với mức rủi ro của dự án. Trong khi đó, để hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư dự án xanh, lãi suất cho vay phải ở mức thấp với nguồn vốn nhiều ưu đãi, như vậy mới đảm bảo việc thực hiện dự án trong dài hạn. Đứng trên góc độ của ngân hàng, việc xem xét cấp tín dụng cho các dự án xanh luôn tồn tại một số rủi ro tài chính. Chính vì vậy, ngân hàng đánh giá các dự án xanh thường yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu lớn và thời gian thu hồi vốn dài hơn so với các dự án truyền thống. Bởi lẽ nếu doanh nghiệp không thể tạo ra đủ dòng tiền để trả nợ trong giai đoạn đầu, ngân hàng có thể đối mặt với việc mất vốn. Bên cạnh đó, một vấn đề khiến ngân hàng ngập ngừng khi giải ngân vào các dự án xanh là rủi ro thị trường, bởi thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ xanh vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Với nhu cầu chưa ổn định, sự biến động về giá cả và nhu cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của dự án. Và nếu thị trường không chấp nhận sản phẩm xanh, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, gây rủi ro cho ngân hàng cấp vốn. Còn theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp HDBank, trong thực thi tài chính xanh, sự đồng hành, hợp tác và chia sẻ lợi ích rủi ro giữa ngân hàng và doanh nghiệp là cần thiết. Thứ nhất, rủi ro môi trường là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng quan trọng. Bởi các dự án xanh thường đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi dài và rủi ro cao. Nếu chỉ một mình doanh nghiệp gánh vác, rất khó để có thể duy trì và tiến tới phát triển bền vững. Thứ hai, ngân hàng không thể đứng ngoài cuộc, bởi khi cung cấp vốn vay cho các dự án xanh, ngân hàng cũng cùng lúc đối mặt với rủi ro môi trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro pháp lý. Ông Trần Hoài Phương lấy dẫn chứng từ HDBank, ngân hàng này đã ban hành sản phẩm cho vay các dự án năng lượng mặt trời như điện gió, điện áp mái từ năm 2018. Giai đoạn 2018-2023, tổng số tiền giải ngân cho vay dự án năng lượng mặt trời tại HDBank đã lên đến 18.000 tỷ đồng. Tại HDBank, các khoản vay đối với dự án xanh đều được đánh giá tác động rủi ro về môi trường và xã hội. Mục đích của việc đánh giá này nhằm bảo đảm ngân hàng và doanh nghiệp cùng nhận diện, chia sẻ và quản lý những rủi ro được định hình. Qua đó, doanh nghiệp thực hiện các chương trình hành động cần thiết để giảm thiểu, quản lý những yếu tố rủi ro môi trường và xã hội được nhận diện. Thực ra, từ rất sớm, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ thị số 03 ngày 24 tháng 3 năm 2015
về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Ngày 3 tháng 11 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 9050 hướng dẫn các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình cấp tín dụng đối với 12 ngành lĩnh vực xanh. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 986 ngày 8 tháng 8 năm 2018 phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó thúc đẩy phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 1408 trên quy đề NHNN về kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và đề án về những nhiệm vụ giải pháp triển khai kết quả hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Kế hoạch đã đặt ra 7 nhiệm vụ giải pháp cụ thể của ngành ngân hàng nhằm góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình tín dụng, trong đó có các chính sách nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, môi trường phù hợp với các ngành lĩnh vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, môi trường, các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với mục tiêu xanh và bền vững, chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Trên cơ sở đó, nhận thức của hệ thống ngân hàng thương mại đã có sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện cấp tín dụng cho các ngành lĩnh vực xanh, quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Nhiều tổ chức tín dụng đã chủ động hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để nhận các hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính để tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích về môi trường. Theo vụ các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước, đến 30 tháng 6 năm 2024, đã có 50 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với dư nợ đạt 650.300 tỷ đồng, tăng 4,71% so với cuối năm 2023, chiếm 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chiếm gần 45% và nông nghiệp xanh chiếm gần 30%. Trước đó, tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, dư nợ tín dụng xanh đạt 620.984 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, kết quả tín dụng xanh vẫn còn hạn chế bởi các giải pháp của ngành ngân hàng còn gặp một số khó khăn. Cụ thể, Việt Nam chưa có quy định chung về danh mục phân loại xanh phù hợp với phân loại ngành kinh tế và thông lệ quốc tế để các tổ chức tín dụng có cơ sở đánh giá cụ thể đối với từng dự án trong quá trình thẩm định cho vay, tập trung, ưu tiên bố trí nguồn vốn hợp lý tài trợ cho các dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Việc đầu tư vào các ngành lĩnh vực xanh, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, công trình xanh, thường đòi hỏi thời gian hoàn vốn dài, chi phí đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng thường là vốn huy động ngắn hạn, nên các tổ chức tín dụng khó khăn trong việc cân đối vốn và đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn, đảm bảo tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định. Không chỉ vậy, việc thúc đẩy kinh tế xanh, tín dụng xanh, tăng cường quản lý rủi ro môi trường và xã hội sẽ khiến cho các tổ chức tín dụng phát sinh chi phí đầu tư xây dựng hệ thống quản trị phù hợp mục tiêu tăng trưởng xanh, năng lực chuyên môn của cán bộ ngân hàng về tài trợ dự án xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững cần cải thiện. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng còn có những thách thức phải vượt qua. Thứ nhất, thiếu thông tin và dữ liệu. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có đủ thông tin về các chính sách hỗ trợ tài chính xanh. Thứ hai, năng lực quản lý rủi ro. Do vậy, cả ngân hàng và doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực trong việc đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến dự án xanh. Thứ ba, khung pháp lý chưa hoàn thiện. Vì vậy, rất cần những quy định pháp lý rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tài chính xanh phát triển. Theo ông Trần Hoài Phương, vấn đề lúc này cần đồng bộ triển khai 4 hành động. Thứ nhất, tăng cường thông tin và đào tạo. Theo đó, tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo để nâng cao nhận thức và năng lực cho cả ngân hàng và doanh nghiệp. Xây dựng các nền tảng thông tin trực tuyến để cung cấp thông tin về các chính sách, chương trình hỗ trợ tài chính xanh. Thứ hai, hoàn thiện khung pháp lý. Đây là vấn đề lớn, chính phủ và các cơ quan có liên quan cần ban hành thêm các quy định pháp lý rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án xanh, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các dự án xanh. Thứ ba, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức quốc tế, có thể hợp tác sâu rộng hơn đối với các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới VKB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Công ty Tài chính Quốc tế IFC để tiếp cận các nguồn vốn và kinh nghiệm triển khai cho vay
và quản lý rủi ro các dự án xanh. Thứ tư, sự chủ động của ngân hàng. Theo đó, ngân hàng xem tài chính xanh là một chiến lược, trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế đã quan tâm cho lĩnh vực này với quy mô tăng dần qua các năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!